Đó, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay là cái ngày mà mình đi vào bệnh viện để chuẩn bị sinh em bé nè. Thì mình muốn quay cho tất cả các bạn cùng xem là cái phòng của cái bệnh viện bên này như thế nào nha. Thì đây là cái cửa ra vô nè. Đây là cái nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh. Còn ở trong đây là có cái bồn tắm luôn nha các bạn. Đó, bồn tắm nè. Là sinh em bé xong là mình tắm rửa rồi này kia họ đó. Đóng cửa lại. Đó thì ở đây bên cạnh đây có một cái thùng rác nè, mấy cái này là mấy cái hệ thống gì của người ta. Còn đây là ở ngoài đây là cũng có một cái bồn rửa tay luôn. Các bạn thấy không? Đây là những cái máy mà những cái đồ vật dụng của người ta. Còn đây khi mà em bé sinh xong thì em bé sẽ nằm ở đây. Trong phòng này, ở trên đây là cái lò sưởi cho ấm cho em bé. Còn cái này á, là cái tủ đó thì mình có đồ vật dụng cá nhân gì á, thì mình sẽ đồ bỏ cái vật dụng cá nhân của mình trong này, quần áo đồ này chi các nọ, muốn bỏ cái gì vô bỏ. Ở dưới đây thì có mấy cái tà tả rồi mền gối đồ này kia nè, thấy không? Thì bên bên cạnh đây thì cũng có một cái tivi thì mình có thể xem phim lướt web. Mình muốn làm gì làm, rồi có cái tên mình trong đó nữa đó. Rồi chồng đây có bàn ghế nè, cái ghế này tối nay chồng mình anh sẽ ngủ trên cái ghế này nè, cái ghế này có thể kéo dài ra để ngủ. Còn đây là cái chỗ mà mình nằm nè đó, còn mình có thể có cái cửa sổ để mở để nhìn ra ngoài nè. Đây là cái hệ thống máy tính để người ta theo dõi em bé nè. Đó, đằng đó cũng có một cái máy, mấy máy này mình không biết máy gì. Đó là ở ở trên đây là ở, ở ở ở đằng đây là đằng xa này là có một cái bảng này là có tên y tá, có những cái số điện thoại nào mà mình cần gọi là mình sẽ bấm mấy cái này, mình gọi cái này. Đó, Baby Where's the food menu? Hey girl, baby. Còn đây. Đây là cái menu mà để ví dụ như mình muốn ăn cái gì, mình uống cái gì là mình kêu, mình gọi điện thoại mình kêu người ta làm. Đó, đây là menu ăn sáng nè. Đây là ăn trưa nè. Có gì nè. Còn đây là menu ăn tối nè. Đó, là nếu mà mình ở đây nguyên một ngày đó là mình cần cái gì là mình gọi đây. Mình gọi người ta sẽ làm người ta đem lên. Đó. Thì sơn nét vòng vòng vậy đó. Thì bây giờ là 11 giờ 5 rồi. Mình vào đây là lúc 6 giờ. Thì bây giờ là 11 giờ. Đây nè, còn cái này là cái người ta đang truyền cái dịch gì cho mình nè. Là cái tay mình đang đó, người ta tay đang truyền cái dịch gì trong này đó. Mỗi lần mà muốn ra đi tiểu là phải 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 có cái này đi chung. Xong rồi cái gắn vô lại, tự gắn vô lại cái máy này, rồi muốn đi nữa thì gỡ ra, rồi xong rồi mình lên giường nằm lại là phải gắn vô lại để cho nó đo nhịp tim của em bé lại đó. Đó, cái máy này đo nhịp tim em bé đó. Thì đây là các bạn, đây là buổi trưa rồi nè. Buổi trưa bây giờ hiện tại là gần 1 giờ trưa rồi. Rồi người ta không có cho ăn cái gì mà no lắm á, nên chỉ có được order nước táo với lại rau câu thôi, chỉ được ăn vậy thôi chứ còn không có được ăn gì nhiều á. Đó, bạn thấy không? Ăn ly quịch đó, gọi là mấy cái chất lỏng đồ này kia thôi chứ không có được ăn nhiều. Đó là mình gọi điện thoại xuống dưới cái chỗ căng tin đó là người ta làm, người ta đem lên luôn. Muỗng này. Rau câu nè. Này giống như ăn để cầm hơi vậy. Đói bụng muốn chết luôn.
ly đậu cầu chút xíu. Còn chồng mình thì bây giờ anh đi mua đồ ăn của anh ở ngoài. Kệ, con này cầm hơi cũng đỡ. Nước ép táo nè, cho ly cũng có chút xíu. Xong thì bây giờ tự nhiên cái lưng mình bị đau. Thì mình nói với cái bà y tá là không biết sao mà cái lưng đau. Bà nói cái lưng đau là hình như cái luôn là cái theo kinh nghiệm của bà là cái đầu của em bé là quay ngửa lên hay sao á, nên làm cho cái lưng đau, mà cái vị trí đó là cũng không có tốt, nên bà mới đem vô một cái trái banh này ngồi nè các bạn. Bà nói là ngồi những cái banh này để làm giúp là giảm đau lưng, với lại cái đầu của em bé sẽ quay lại cái vị trí tốt hơn. Thì bây giờ mình sẽ chờ cho tới 9 giờ và thêm 4 tiếng đồng hồ nữa thì bắt đầu là bác sĩ mới vô là cho cái thuốc gọi là Pitocin, là để kích thích chuyển dạ đó. 4 tiếng đồng hồ nữa thì bác sĩ sẽ vô cho làm cho mình cái đó. Yeah. There you go. Thank you very much. You're welcome. Đó thì cái bà đó bà mới đem đồ ăn tối lên cho mình đó các bạn. Để mình quay cho các bạn coi đoạn tối có gì nha. Open it up đi. Đó, cái đó là đoạn tối đó. Cái đó là nước cốt thịt bò. Smells good. Hai cái nước cốt thịt bò này là nước không à, với lại rau câu nữa, với lại thêm một ly nước ép trái cây nữa, nước ép mất tiêu rồi, nước ép táo nữa. Đó là bữa ăn tối, không có một chút thịt thà gì luôn, nước không. Đó thì bây giờ uống nước súp nè. Nước súp này được nấu từ thịt bò, mùi thơm lắm. Oh, you got the money. Chồng mình bây giờ anh đi xuống căng tin, anh mua đồ ăn ở dưới, sướng ghê không. Đây uống nước súp không? Enjoy baby. Oh, I will enjoy my brown soup too. Oh. Cái nước nó lạc lạc lợ lợ, chứ không có mặn mặn, mà cái mùi thì thơm. Ha, ngộ ha. Đặc nhất à, chắc không bỏ muối luôn quá. Đặc lạc lợ lợ. Ơi, đây là có cho gì đây à, này để khăn giấy, cho khăn giấy. Có thấy người ta cho một miếng tiêu trong này nữa. Đây là chén súp thứ hai nè. Súp nhìn giống nước trà. Súp thứ hai đó. Có kêu
Đây nữa nè. Là sáng giờ là hơn 12 tiếng đồng hồ không ăn, không ăn gì hết, uống nước không. Người ta nói người ta cho mình ăn á, sợ ăn nhiều quá lúc mà mình ói á, là không biết ảnh hưởng gì tới em bé á, lúc mà mình rặn ra để mình đẻ rồi mình rặn đau, mình rặn mình bị ói á, ảnh hưởng không tốt tới tới cái em bé thở hay sao. Giờ ăn rau câu. Không mà rau câu này cầm hơi cũng được. She did? Mm-hmm. She did earlier too. Yeah, it almost looks a little brown already. Which, you know, usually it's black from the meconium. It looks a little bit brown. I'll show ya. So is it okay? Yeah, no, it's good. Oh, okay. It just makes me think she's pooped a few times, you know? Oh, okay. She did like 2 hours ago or something. Okay, yeah, that's good. That means, you know, things are moving. Okay. This is an important moment. Yeah. Sign a birth certificate for somebody. Yeah. That's why we make sure every letter, every number is done. Yeah. You sign first. Okay, so you're going to sign where it says I'm going. Bây giờ là chồng mình anh đang ký cái giấy khai sinh cho em bé đó. Khai sinh được làm từ bệnh viện luôn các bạn. What's the date today? Today is November 13th, 2017. Time flies when you're having fun. Yeah. All right. All right, and I have some information for you. Mm-hmm. This is a verification of birth for insurance company or whoever may need it. Mm-hmm. Okay. It just states that Jade was born to mom and dad at this hospital on this date, and yes, the Social Security card has been applied for. So they know that you're waiting for all that information, okay? This goes over the newborn insurance information stating we don't add the newborns to the insurance, and you'll do that with this verification number. Okay. Okay. This is to order the birth certificate. We ask that you wait 30 days, just so we have time to send everything into the state and the county. And you can order it online, you can go to the Oakland County Clerk's office, or you can do it by mail, whichever you prefer. $5 for, $15 for the first copy. $5 for each additional and no personal checks. Got it. Okay. And then this letter just goes over that we've typed this as a courtesy to you and we're sending all the information in. And that Social Security card will be sent to your house in 2 to 4 weeks. Got it. Okay, so you don't have to do anything for the Social Security card. Mm-hmm. But the birth certificate, okay, you'll have to order after 30 days. Okay. Any questions? No. Okay. Okay. So this is for you. I'm going to stick this in your discharge folder to make sure you take that home with you. And if you have any questions, even after you leave, inside this folder is a list of numbers. That we can call. Yep, you can call if you have any questions at all, okay? Thank you very much, Amanda. You are very welcome. Congratulations. Thank you. And you have a great day. You too. Đó thì cái bà đó mới vô bà đưa cho cái tờ giấy để hai vợ chồng ký tên cho làm cái giấy khai sinh cho em bé, rồi bà đưa thêm mấy cái tờ giấy khác, cái thông tin khác để mình đăng ký, in ra cái tờ giấy đó, số tiền bao nhiêu,
rồi những cái giấy social security bên đây gọi là cái gì ta, giấy chứng minh thư của em bé vậy đó hả, giống như chứng minh thư của em bé thì được gửi về sau đó, thì mình vô, người ta vô đây người ta làm, người ta đưa cho mình luôn vậy. Ở trong bệnh viện của Mỹ á, là các bạn đẻ xong ngày trước ngày hôm sau là bạn phải đưa tên của em bé cho người ta liền, chứ bạn không có được mà về nhà suy nghĩ. Nên trước khi vô bệnh viện là các bạn cũng phải có tên đồ sẵn sàng, rồi khi đẻ xong là người ta sẽ vô, ngày hôm sau người ta sẽ vô, người ta hỏi tên em bé, người ta làm khai sinh liền luôn á. Đó, bộ đồ dễ thương chưa, bộ đồ ấm áp mùa đông nha. It's okay. We'll give you this back. Đó, còn đây là cái đồ mà bệnh viện cho bạn đem về nè. Sữa nè. Rồi tã nè. Đó. Let's turn around with this. Aww. Hi, baby. Hi. Yeah. Some more paper. All right. This one here is called the discharge summary. It tells all about your daughter's stay here in our. Yeah. Oh, congratulations, honey. Thank you. Bye-bye, okay? Take care. Right. Thank you very much. Right. Take care. Congratulations. Let me get her in a little outfit. Finally. You're busting out. You're breaking free. So cute in there. Yes, you are. Để em bé ra tới tận chiếc xe luôn. Chứ bà phải chắc cú là mọi thứ đều được an toàn. Không mấy là bà muốn cho mình đem em bé về đâu. Gonna ride beside her, mom? Yeah. And you can unzip her face and that when you're in there. Sure. Okay. All right. Okay, good thank luck. You very much. Good thank luck. You. You did good this week. Enjoy her. Send us pictures. Sure. Rồi, bây giờ mình sẽ đi về. Nha. Phải ngồi đằng sau. Phải ngồi đằng sau với em. Hi baby. Are we going home? Yeah. Yeah, are we going home? Yeah. We'll be home soon. We'll be home soon, baby. Yeah. I'm going to the car.